Các bạn ơi, mình đang có 2 chiếc điện thoại, trong đó một chiếc báo pin yếu, một chiếc đầy pin. Mình thì không mang theo bộ sạc. Ta đặt cái chiếc điện thoại pin yếu lên. Đó, các bạn thấy chưa? Đã sạc pin rồi. Đặt điện thoại lên mà sạc pin cho nhau, chắc chắn là lừa chứ có gì nữa. Thực ra không phải đâu, đây là một công nghệ đã có rất lâu rồi trên smartphone. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết nhá. Các bạn thấy chưa, chiếc Huawei P40 Pro vừa sạc trên chiếc iPhone 12 Pro Max của mình. Đây là một cái tính năng đã xuất hiện trên rất nhiều các điện thoại Android. Và các bạn thấy là trong trường hợp cần kíp, các bạn sẽ biến chiếc điện thoại của mình thành một chiếc sạc dự phòng không dây. Và chỉ việc đặt những cái chiếc điện thoại khác hay là thậm chí là đồng hồ, tai nghe lên đây. Tuy nhiên nó sử dụng thông qua là chuẩn chi, nên tất cả các sản phẩm khác muốn sạc được phải đều hỗ trợ cái chuẩn này. Thế nên anh em sẽ không sạc được một số thiết bị như là kiểu Apple Watch chẳng hạn. Đây là một tính năng tuy là thú vị nhưng mà tốc độ sạc của nó lại siêu chậm và dẫn đến cái việc là rất nhanh bị nóng máy. Nên người ta chỉ trong trường hợp rất cần kíp, kiểu là có cuộc gọi quan trọng hay cái gì liên hệ với người thân người ta mới sử dụng tới thôi. Chứ bình thường thì chẳng ai dùng hết. Viewer kiểm chứng sự thật công nghệ.